Trong thời gian qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp đồng bộ qua việc xây dựng và vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt nhiều kết quả tích cực, triển khai các dự án công trình phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu, nhựa PP, phân bón, xây lắp. Đến nay, PVN đã có 16 đơn vị thành viên chi nhánh văn phòng đại diện hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trải qua 10 năm, nhà máy lọc dầu Dung Quất được vận hành an toàn tuyệt đối, ổn định, hiệu quả, sản lượng sản xuất đạt trên 48 triệu tấn xăng dầu các loại, nộp ngân sách nhà nước trên 6 tỷ đô la Mỹ. Thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi và khu vực duyên hải miền Trung. Ngoài ra, từ năm 2009 đến nay, PVN và các đơn vị thành viên đã hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi công tác an sinh xã hội, số tiền lên đến trên 385 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, nhằm đánh giá những kết quả hợp tác giữa PVN và tỉnh Quảng Ngãi, hai bên đã đánh giá cao kết quả việc thực hiện các chương trình thỏa thuận hợp tác và việc thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời trao đổi đưa ra các ý kiến, đề xuất về việc tiếp tục phối hợp thực hiện thỏa thuận hợp tác, các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy lọc dầu Dung Quất, việc nâng cấp mở rộng nhà máy, quy hoạch trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại khu kinh tế Dung Quất, cũng như các vấn đề liên quan đến các dự án của PVN trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, chia sẻ với bà con nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bị thiệt hại do cơn bão 12 vừa qua, PVN đã trao số tiền 200 triệu đồng ủng hộ tỉnh Quảng Ngãi.